trường ô tô Việt Nam ghi nhận những thông tin giảm giá liên tiếp từ các hãng xe. Cùng chính sách kích cầu mới giảm tới 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước. Vậy đây có phải là thời điểm vàng để sở hữu chiếc xe mơ ước? Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe sản xuất và lắp ráp trong nước có lẽ là thông tin được quan tâm nhất trong những ngày vừa qua. Điều này thì đồng nghĩa với việc nếu mua xe, khách hàng có thể tiết kiệm cho mình một số tiền không hề nhỏ, từ 15 đến 80 triệu đồng. Lấy ví dụ với chiếc xe bán chạy nhất 10 năm trở lại đây, Vios, phiên bản thấp nhất của chiếc xe này có giá khoảng 490 triệu đồng. Khách hàng sẽ chỉ phải nộp khoảng 25 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ, tức là giảm gần 30 triệu đồng. Xe sang lắp ráp và sản xuất trong nước thì chắc chắn sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Các mẫu xe từ Mercedes-Benz Việt Nam có giá cao nhất từ 1,39 đến 4,6 tỷ đồng. Khách hàng có thể tiết kiệm được từ 70 đến 270 triệu đồng khi mua những mẫu. Mình nghĩ đây là cũng là một cái giải pháp để kích cầu cho người tiêu dùng để có thể mua xe nhiều hơn thôi. Và mình nghĩ là nếu mà giảm phí trước bạ 50% này nên áp dụng song song với những dòng xe nhập khẩu nữa, chứ không phải là chỉ giảm cho những dòng xe lắp ráp trong nước. Kích cầu đơn từ chính phủ, kích cầu kép từ nhà sản xuất. Tất nhiên, với lượng xe tồn kho lên tới khoảng 122% so với cùng kỳ quý 1 của năm 2019, thì việc các nhà sản xuất liên tiếp hạ giá thành, thấp thì cũng vài chục, cao thì lên tới cả trăm triệu, cũng là điều dễ hiểu. Toyota bắt đầu áp dụng chính sách giảm giá thông qua những hình thức hỗ trợ phí trước bạ cho một loạt mẫu xe của mình. Hay ngay cả các đại lý của hãng này thì cũng chịu giảm lợi nhuận để hạ giá bán hàng chục triệu đồng cho các mẫu như Vios, Wego hay Rush. Tương tự thì TC Moto, đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam thì cũng áp dụng hình thức ưu đãi giảm giá cho một loạt các mẫu xe như Grand i10, Kona hay Elantra trong các tháng đầu của năm 2020. Các mẫu xe du lịch như Kia, Mazda do Trương Hải phân phối hay Mitsubishi Việt Nam cũng đều đã áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá bán xe hàng tháng. Thậm chí một số mẫu mã như CX-8, Pajero thì cũng được đại lý giảm giá tới cả trăm triệu đồng. Ngoài giảm giá, tặng tiền mặt, các nhà sản xuất này cũng đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, tặng kèm để kích cầu thị trường đang ghi nhận sức mua giảm mạnh lên tới 33% trong quý 1 so với cùng kỳ năm ngoái. Đó là với các xe sản xuất và lắp ráp trong nước. Còn theo ghi nhận từ các dòng xe nhập khẩu, giá cũng giảm sâu như Terra, D-Max hay Peugeot đều ghi nhận mức giảm trên 100 triệu và được dự báo có thể giảm sâu hơn nữa. Có thể thấy thì xe nhập khẩu phải đóng rất là nhiều thuế nhưng lại không được hưởng những chính sách ưu đãi. Thì mình nghĩ là trong thời gian tới để tồn tại được trong cái thị trường xe hiện nay á, thì những cái nhà phân phối hoặc là những đại lý xe nhập khẩu sẽ tung ra những cái gói khuyến mãi hoặc là thậm chí là có thể là giảm giá đôi chút những cái dòng xe nhập khẩu để kích thích người tiêu dùng làm cân bằng thị trường và cạnh tranh trực tiếp với những cái dòng xe lắp ráp trong nước. Các chuyên gia của chương trình đều cho rằng đây là thời điểm thích hợp để sở hữu một chiếc xe với tất cả các khía cạnh về giá thành, các gói ưu đãi và chính sách. Nhưng trước khi đưa ra quyết định, sẽ có một vài yếu tố quý vị cần cân nhắc theo những chuyên gia của chương trình. Tính đến giữa tháng 4 đã có gần 5 triệu lao động bị mất việc, giãn việc, nghỉ luân phiên do ảnh hưởng của Covid-19. Số lao động thất nghiệp trong quý 1 năm nay khoảng 1,1 triệu người. Do vậy, nếu bạn đang có một khoản tích lũy và một công việc ổn định, mua xe bây giờ là thời điểm thích hợp. Còn nếu không, hãy tiếp tục cân đối và đầu tư cho công việc của mình, cũng như trả lời hai câu hỏi. Mình có thật sự cần một chiếc xe vào thời điểm này? Hay kế hoạch tài chính để chi trả cho chiếc xe đó là như thế nào? Theo trang thống kê Baron.com thì giá trị của các chiếc xe đã qua sử dụng trung bình giảm khoảng 11% so với các năm trước. Do vậy, hãy cân nhắc giá trị thực tế của một chiếc xe là sự cần thiết mua cho bản thân hay vì cố gắng mua vì những lý do khác. Các bạn mua xe hơi thì cách chọn xe hợp lý và khoa học nhất cũng như là có ích nhất cho các bạn là các bạn nên chọn xe. Cái xe đó nó phù hợp với cái nhu cầu và mong muốn của các bạn, chứ đừng mua xe vì chỉ vì là người bên cạnh người ta mua. Thứ nhất là mua xe cho mình, nhu cầu là nhu cầu của mình. Thế đâm ra mình phải tự xem là mình cần gì, thích gì và muốn gì. Chứ không không cần phải, có nghĩa là không cần phải nghe quá nhiều lời tư vấn từ người khác. Theo quan điểm của tôi thì cái việc mua xe nó sẽ có một cái gọi là tam giác quyết định. Thứ nhất là chúng ta cân nhắc về ngân sách. Thứ hai là chúng ta cân nhắc về nhu cầu. Thứ ba là chúng ta cân nhắc về các cái dòng xe mà chúng ta có thể lựa chọn được. Xét về thị trường, xe cũ và xe mới thì đều đang có những lợi thế của riêng mình. Dĩ nhiên là nên mua xe mới. Bởi vì
nói một câu như thế này thì có lẽ là hơi buồn. Thị trường xe cũ của chúng ta vẫn còn vô cùng là tự do và rất là lộn xộn. Cái rủi ro nó rất lớn. Các bạn mua xe cũ không phải là nó không tốt, nhưng các bạn sẽ phải tốn công, tốn cái neuron thần kinh hơn rất là nhiều để có được một cái xe tốt. Ngoài cái lựa chọn là mua xe mới 100%, mua xe mới hoàn toàn, thì chúng ta cũng có một lựa chọn nữa là lựa chọn mua xe cũ. Mua xe cũ cũng có rất nhiều những cái điểm lợi so với mua xe, một chiếc xe mới. Thực sự là đây là một thời điểm mà rất là tốt để mọi người đi chọn cho mình một chiếc xe cũ. Thứ nhất là sao, giá cả bắt đầu đã ổn định trở lại. Các hãng xe cũng giảm giá và có mức giá thống nhất. Xe cũ thì dựa vào giá của xe mới để đánh giá. So với cả xe cũ thì bạn khi bạn mua sử dụng một chiếc xe cũ thì tiết kiệm được rất là nhiều hơn so với cả xe mới. Ví dụ như là mua xe thì có thể khi bạn chọn một chiếc xe cũ thì có thể cùng một số tiền đấy, so với xe mới bạn có thể chọn được một chiếc xe đời cao hơn, phân khúc cao hơn. Hoặc là nếu mua xe trong cùng trong năm sản xuất đấy thì bạn tiết kiệm được một khoản chi phí rất là lớn. Cuối cùng, hãy cân đối tài chính một cách cụ thể bằng việc sử dụng công cụ vay từ ngân hàng một cách hiệu quả. Thực ra thì tôi nghĩ là cái chuyện vay ngân hàng là một cái thói quen tiêu dùng rất là văn minh, không có gì là ghê gớm cả. Nếu như các bạn có một cái công việc tốt, ổn định và các bạn nhìn thấy rằng là cái xe đấy nó sẽ phục vụ cho các bạn về lâu về dài, rất có lợi cho công việc của các bạn, thì tôi nghĩ các bạn nên mua. Theo mình thì là nếu như mà bạn mà đầu tư được một khoản vào những công việc khác mà mang lại lợi nhuận nó cao hơn thì nên vay ngân hàng, còn không thì tốt nhất là nên cân nhắc. Thì chúng ta có thể thấy là từ ngày 13 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định là giảm lãi suất tiền gửi. Và khi mà có cái động thái giảm lãi suất tiền gửi có nghĩa là lãi suất tiền vay cho mua tiêu dùng thì cũng sẽ được giảm. Và đây là một trong những cơ hội rất là tốt cho các gia đình cũng như là các doanh nghiệp mua các dòng xe. Tôi cho rằng nó sẽ chỉ kéo dài cùng lắm là đến giữa tháng 6. Không thể quá được hơn tháng 6 được, bởi vì sao? Vì tất cả những cái lô hàng mà đang còn ế tồn đọng nó không có nhiều đâu. Và thứ hai nữa là những cái mẫu xe mới sắp về thì bắt buộc họ phải dọn kho. Thì các bạn luôn luôn nhớ rằng gì? Những cái mẫu xe ế bán chậm là những mẫu xe không hấp dẫn lắm. Và những mẫu xe mà hấp dẫn nhưng mà thời gian vừa qua bán rất là chậm là chỉ vì lý do duy nhất là vì dịch bệnh, chứ không phải vì là nó bán kém. Vì thế qua cái đoạn dịch bệnh này rồi, người ta sẽ tăng một chút khuyến mại lên và bán đẩy tồn cái lô xe đó đi. Cái lô xe đó luôn luôn có cái sức hấp dẫn mua. Và bây giờ nó được giảm giá một chút, thì nếu các bạn còn băn khoăn chần chừ thì những người khác người ta sẽ mua tranh rất là nhanh. Và cái thời điểm vàng mình nghĩ để mua xe là khi mà mình đủ tài chính hoặc là đủ tiền để mình mua xe, đó là thời điểm mà tốt nhất. Khi mình muốn mua xe mà mình không có tiền thì nó cũng khó. Đợi chờ thêm một vài tháng nữa để tiếp tục có những đợt kích cầu lớn hơn từ nhà sản xuất để sở hữu xe. Nhưng cũng có thể quý vị đã bỏ qua thời điểm vàng để mua xe với giá thành hợp lý.